là tại vì chú Bình đang có cảm tình với cô. Con quỷ, trời ơi, tự nhiên nó lù lù, nó nói làm hết hồn hết vía à. Trời ơi, có gì đâu mà tự nhiên lù lù. Con hả là đi ra hả thù lù từ nãy tới giờ rồi đó. Mà tại vì á cô đang mải mê ngắm gương, ngắm kiến rồi đó, cô đâu có biết đâu. Ra lâu chưa? Lâu rồi. Thấy tôi là có gì không? Có gì là có gì nè. Nè, con ơi, da mặt cô thấy cũng bình thường mà sao? Ông Bình ông khen cô dữ vậy con? Đó, đó chính là mấu chốt của vấn đề đó cô Lan. Mấu chốt có gì? Cô nghĩ coi, da mặt của cô không lẽ cô tin là da mặt cô đẹp thiệt? Thì không, nhiều khi là cũng đẹp đó. Trời ơi, biết sao không? Nhiều khi ông Bình, ông lớn tuổi rồi, ông có đeo kiến, ông thấy nè, ông khen cho mình vui mà. Cô không dám đâu, con nói thiệt nha. Chú Bình á, không phải là mắt mờ, mà là tâm trí bị lu mờ. Lý do đó, hãy nhìn đi đó, bây giờ ha, khen da mặt của cô ha, căng tràn sức sống ha, đẹp hơn, xinh hơn ha, tặng kiến cho cô, có ý đồ với cô. Bây ổng ai cũng tốt phải mình cô không tốt, với cô là tốt kiểu khác. Với lại con nói cô nghe này nè, con nói thiệt luôn á, là cô á cũng phải chăm chút cho bản thân mình chút xíu đi. Đừng có suốt ngày hả, cứ đầu tắt mặt tối cắm cúi vô trong cái cửa hàng tiện ích này hoài. Cô cũng phải chăm chút cho bản thân mình chút xíu. Da dẻ mình nè, phải dưỡng lên, cho nó hồng hào lên, cho nó tươi sáng lên, cho nó trẻ ra, để còn có tình yêu. Có lẽ tôi còn đẹp thiệt hết rồi. Còn ngon lắm cô ơi. Cấp này mình xuống sắc dữ vậy trời. Bây giờ phải làm sao ta? Trời ơi, buồn quá, rầu quá, xuống sắc quá rồi. Có giải pháp dành cho cô ba. Con đưa cái gì vậy? Bột làm đẹp. Bột làm đẹp hay là bột mì, hay là bột gạo đưa cô ba làm bánh? Đúng rồi, đây chính là bột gạo để làm đẹp. Khi mà cô ba dùng cái bột này pha chế theo cái phương pháp nhất định của nó, cô ba đắp lên mặt, bảo đảm cô ba có sự thay đổi về nhan sắc của mình. Thay đổi? Cái này để làm bánh, tự nhiên cái lấy bột mì này trộn lại đắp lên mặt, đem gì chiên luôn hả? Khùng hả? Thì con đã nói là cái này là bột gạo làm đẹp mà. Làm bánh ăn cái làm đẹp gì? Làm đẹp nè nha, nè nha, kẹo cô ba hoài nha. Cô ba đang rầu, cô ba đang buồn đó. Sao cô ba phát hiện được ra cái này? Thôi, đưa vậy là cô ba biết rồi. Trời ơi, con nói thiệt, con thấy cô ba nha, cứ lo cái nhan sắc của cô ba xong rồi con làm gì đó để cho cô ba bớt buồn đó. Buồn con, nhan sắc xuống buồn đó. Thôi mà, có gì đâu mà buồn. Nè, lấy này đập mặt đi. Thôi, đừng có ghẹo cô ba hoài. Đây, muốn làm đẹp là có mặt nạ thiên nhiên làm đẹp đây. Chú Bình. Hả? Anh Bình. Anh đây. Mình vừa nói gì mặt nạ thiên nhiên vậy? Đấy, trời đất ơi, tôi nghiên cứu rồi mặt nạ nè. Mặt nạ làm đẹp nhiều lắm đây. Ủa anh là đàn ông mà anh cũng nghiên cứu về mặt nạ làm đẹp của phụ nữ nè anh Bình. Ừ. À không, không phải, phải, phải nghiên cứu cho tôi, nhưng mà nghiên cứu cho cô ba đó. Cô ba làm thử đi, cái này là toàn là từ thiên nhiên mà làm ra, mình đắp chứ cái mặt nha. Đây tôi mua cho cô ba 20 gói để đắp thử nha. Ủa anh Bình, anh nghiên cứu là cho tôi á hả? Chứ cho ai trời. Cái này là anh cho tôi làm đẹp á hả anh Bình? Tôi đâu có xài cái này chi. Trời. Anh Bình. À. Em cảm ơn anh. Anh đúng là người đàn ông rất là chu đáo. Cảm ơn. Hãy cô ba đẹp mà tôi vui rồi. Cô ba vui được tôi vui rồi. Dạ em cảm ơn anh lần nữa. À. Ủa chú mà chú, nè. Chú cái mặt này đắp lên cái mặt mình nó sao chú? Nè nó căng da ra, nó mịn màng, nó sáng cái mặt mình ra. À, toàn là từ là cây cỏ thiên nhiên không đó nha. Thôi. Sao chú Bình hôm nay tự nhiên giống mấy cái người mà tư vấn về sắc đẹp, giống chuyên gia làm cho sắc làm đẹp, đẹp này nọ. Chuyên gia mình có cái động lực gì đó là tự nhiên mình đi tìm hiểu, mình có cái gì đó mà phải tìm hiểu. Tôi giống thí dụ như cô làm thử nha. Dạ. Mình rửa mặt cho mình sạch. Dạ. Rồi cái mình lấy cái mặt nạ mình đắp lên. Khoảng 15 phút sau mình gỡ ra mình rửa sạch lại. Mình chưa thấy da mình căng mịn, trắng hồng. Chắc. Trời ơi, đầy sức sống. Cái này là chú Bình là chuyên gia chính hiệu luôn nè. Không có, tôi tưởng tượng vậy thôi chứ chuyên gia cái gì. Tôi đọc ở trên chỗ sản xuất người ta làm thí cây cỏ thiên nhiên thì thốt. À, giới thiệu cho cô ba xài thử. Dạ. Cô cứ xài thử nha. Dạ, để em xài anh. Coi kết quả thế nào. Dạ. Thôi giờ tôi có việc tôi đi nha. Dạ. Nhớ xài nha cô ba. Dạ, em xài mà. Em cảm ơn anh nhiều nha anh Bình. Nhớ xài. Chú Bình đi thông thả. À, đẹp là tôi nhớ tới anh.
nhớ xài nha, nhớ tới anh. Tại sao hôm nay anh Bình lại quan tâm cái làm đẹp của mình ta? Chú Bình đang để ý cô đó. Hả? Con nói gì? Chú Bình đang để ý cô? Ừ. Ờ, cũng phải thôi. Tại vì bây giờ cô đang xuống sắc, cô già, cô xấu. Cái anh Bình để ý, cái anh Bình đem mặt nạ cho cô đắp cái cô đẹp lại, đúng không? À, đúng là hàng xóm tốt, con thấy không? Không có hàng xóm nào mà rảnh hết. Không có hàng xóm nào mà rảnh mà mua mặt nạ tặng cho hàng xóm, rồi chăm chú ý đến sắc đẹp của hàng xóm mình hết á. Chứ theo ý con sao? Nói trắng ra là chú Bình đang có sự quan tâm đặc biệt đến với cô. Quan tâm đặc biệt tới với cô? Là có nghĩa là chú Bình đang có tình cảm với cô đó. Chú Bình đang có tình cảm với cô hả? Ừ. Con nghĩ không có đâu con ơi. Làm sao mà không có được? Trời ơi, trai đơn gái chiếc, để ý nhau là chuyện thường tình thôi. Trời ơi, con nói gì mà trai đơn gái chiếc? Chú Bình với cô lớn tuổi hết rồi, con làm gì như trẻ trâu vậy? Thì con nghĩ không đúng hả? Tại sao chú Bình không đi quan tâm chăm sóc người khác mà lại là cô? Cô cũng thấy... Cô giải thích được không? Không. Vậy là có nghĩa là yêu đó. Yêu? Ừ. Cửa hàng tiện lợi hạnh phúc. À đúng chỗ này rồi. Có ai không? Anh chị ơi, ra nhận hàng anh chị ơi. Dạ anh, mời anh vô lựa đồ tự nhiên nghe. Anh muốn lựa gì cũng được, anh để đồ đó đi, em coi cho, không có bị mất đâu ha. À không, tôi là shipper, tôi là người giao hàng thôi. Shipper? Dạ. Người giao hàng. Shipper? Dạ. Người giao hàng? Dạ. Shipper? Dạ. Người giao hàng? Dạ. Trời ơi, người giao hàng thôi mà bày đặt vận đồ giống như là đi ăn sinh nhật vậy, ghét vậy sợ. Cô ơi, thời buổi cạnh tranh, shipper phải ăn mặc vậy á để lấy lòng khách hàng. Ồ, không biết anh lấy lòng được ai chứ anh làm phật lòng tôi rồi đó. Đời mình ghét nhất là ai làm lố của mình. Đồ đẹp của mình đã thấy ghét rồi. Người đời hay sân si quá, thiện tai, thiện tai. Gì vậy? Anh nói ai sân si? Thì cái cửa miệng tôi nói, tôi có miệng tôi nói vậy thôi, đâu có gì đâu, đâu ảnh hưởng tới cô đâu. Trời ơi, mắc cười quá à. Ở trong cái tiệm này bây giờ chỉ có tôi với anh thôi, bây giờ anh phun những cái lời đó từ cửa miệng của anh ra, anh không nói tôi chứ anh nói ai? Anh mới là cái shipper xéo sắc. Tôi không biết ai xéo sắc nhưng mà nãy giờ có người cà khịa với tôi rồi đó. Trời ơi, ai dám cà khịa anh? Cô ơi, đây có phải là cửa hàng tiện lợi hạnh phúc không cô? Của cô Lan á. Trời ơi, shipper ha, chịu khó đầu tư tốn thời gian ha, lựa đồ, đồ tông xẹt tông đồ ha. Trời ơi, vậy mà không chịu đầu tư đi học chữ. Đó, nguyên cái bảng hiệu bự chà bá ghi rõ ràng chữ vậy đó mà không chịu đọc. Tại không biết chữ cho nên không thích đọc. Ủa? Có cô Lan ở đây không? Rất là may mắn cho anh. Không. Nếu không có cô Lan thì thôi tôi không giao hàng được. Ủa sao kỳ vậy? Tại vấn đề này phải có cô Lan, có chữ ký của cô Lan. Không thì anh giao đúng địa chỉ, đúng nhà rồi. Thì giờ đưa đây tôi nhận giùm cho, có không gì được. Đâu. Được, cái này là hàng quan trọng lắm. Phải. Ủa? Có cô Lan mới nhận được. Hàng gì mà quan trọng? Thì phải có cô Lan, để cô Lan về coi để mới biết được ở trong là gì. Ủa anh mắc cười quá, bây giờ không có cô Lan ở đây ha. Bây giờ nếu như được anh muốn giao thì anh đưa đây tôi nhận giùm. Còn nếu như anh không giao thì mời anh đi về. Rồi chừng nào anh quay lại đây có cô Lan ở nhà hay không thì tôi không biết nha. Vấn đề là cô thông cảm đi. Không, không có thông cảm được. Ủa, tôi nhìn thấy hả, gọi là shipper ha. Mà nó vô cà khịa tôi ha. Rồi nói tôi tham sân si ha. Rồi anh mặc cái bộ đồ trời, thấy mà mắc ghét là tôi không có ưa rồi. Lại sân si, lại một lần nữa thiện tai. Trời ơi, anh thiện tai hả? Cái câu đó nó không hợp với cửa miệng của anh. Đề nghị anh bớt thiện tai lại giùm đi. Nè, vừa phải thôi nha. Hồi nãy giờ là tôi nhịn cô nha, tôi cố gắng tôi nhịn cô nha. Tôi ngon ngọt với cô mà cô làm tới với tôi hả? Hả? Mà sáng giờ bị gì vậy? Bồ bỏ hả? Không có bồ. Hay sao? Hay mà giờ tự nhiên kiếm chuyện với tôi? Nè, tôi cho cô biết nha. Cô á, sống sao để cho người ta nể, sống được kể lể cho người ta khinh khi nha. Cuộc đời của cô sau này cô chết bờ, chết bụi, chết suối, chết sông, chết trong, chết đục, chết dục, chết duyên, chết trong tình, trong nghĩa, chết ỉa, chết ưa, chết trong cầu tiên, cầu cống, chết trong ống đồng, ống lôi, chết mà không biết tô son, chết phấn, à, bỏ nha. Anh ơi, em lại á. Em lại anh. Em xin lỗi anh, em không có ngờ là em đụng trúng anh rồi anh ơi. Trời thôi coi như là em nhỏ dại. Anh vui vẻ đừng quạo em nha. Anh ơi,
Tôi là shipper thôi nha, nha. Nhưng mà đừng có chọc tới tôi. Tôi mà gặp khách hàng như cô là tôi sẽ chửi đó. Thôi 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 thôi. Coi như là em gọi là có mắt không biết thái sơn ha. Thôi đừng mắt chửi em. Sơn. Anh đừng có buộc em. Cái nết em nó vậy á. Dạ. À là cái xì tai đó. Xì tai dạ. Nó vậy đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Xì tai hả? Dạ. Ráng giữ cái xì tai đó đi. Dạ. Có ngày cũng ăn à. Ăn gì anh? Ăn bạc tai. À, à, ừ, à, trời ơi. Trời làm gì vậy? Làm gì vậy? Anh bạc tai tôi. Bắt tay gì tôi vỗ tay thôi mà. Mệt mỏi với thái độ của cô tôi mệt thôi mà. Dạ. Tôi đi đây. Dạ. Trời ơi trời sao xui dữ trời. Gặp cha shipper vô duyên thúi à. Thiệt tình luôn á. Gì hả? Ai vô duyên thúi hả? Em. Ai vô duyên thúi? Em vô duyên thúi. Em vô duyên. Anh shipper đẹp trai. Dễ thương. Trời ơi. Anh đó. Anh mấy cái đồ xui dữ trời. Trời ơi. Trời ơi. Ủa mà cái người đó tự nhiên ở đâu tới giao hàng không à, mà chửi mình xối xả. Ủa bộ ở đây là hả, đồng không ông Quạnh hả, nhà quan chức chủ hả, gì vậy trời? Cái gì vô mà cái gì mà con chửi đông đỏng lên vậy? Tại vì con tức á cô Lan. Tức ai? Con chửi cái người mà gọi là shipper á. Shipper gì? Shipper giao hàng. Trời ơi, tới đây giao hàng cho cô Lan nè mà tự nhiên hả chửi con xấu xả luôn á cô Lan. Rồi hàng đâu? Hàng đâu? Giao hàng cho tôi rồi hàng đâu? Ủa con đâu biết đâu. Ủa sao vậy? Thì đó. Nó nói giao hàng. Thì nó giao hàng cho cô Lan mà không có cô Lan ở nhà. Rồi sao không gọi cho cô? Quên, lo chửi lộn quên. Rồi người ta giao hàng gì? Con không đâu biết đâu. Trời đất ơi cái gì vậy? Đó. Nó còn không chịu cho coi coi hàng gì? Đó, con hả cũng đang tính hỏi rồi. Mà cái anh đó đó, ảnh bận hả shipper mà bận áo hồng đồ, áo khoác đồ, bày đặt dài dép, ăn tinh đi đồ. Cái hả hỏi ra mới biết giao hàng, nhìn thấy ghét. Trời đất ơi, bận đồ như đi ăn sinh nhật chứ, con ghét quá. Xong cái con nói qua nói lại vài câu, ông chửi con quá, chửi con nóng quá, đuổi đi luôn rồi. Con ơi con gái con đứa con hung dữ, cái tánh tình mày hồ đồ quá à. Người ta giao hàng, người ta muốn lịch sự, người ta mặc đồ gì kệ người ta. Ta mặc đồ đẹp kệ người ta. Tự nhiên thấy người ta mặc đồ đẹp rồi tự nhiên ghét là chửi người ta là sao? Không phải, tại cái tính của cái người đó nữa. Trời ơi, chửi con quá, chửi luôn mà chửi có dần có điệu nghe cũng hơi đã. À không, lộn, nghe cũng bị sợ á. Ủa con nói cô Lan nghe nè. Sao? Cô Lan có cảm thấy cái người shipper này rất là lạ không? Lạ là lạ làm sao? Lạ ở chỗ là shipper giao hàng cho cô Lan. Ừ. Nói là hàng quan trọng, phải là chính tay cô Lan nhận thì mới chịu giao, chứ con nhận không giao. Đúng rồi, nhiều vậy khi... mà không có số điện thoại của cô Lan. Không có số điện thoại. Cho nên đâu có gọi trực tiếp cô Lan. Đúng rồi, chứ muốn giao cái gì phải gọi coi. Đúng. Người đó có ở nhà hay không. Rủi là người đó không có ở nhà tới mất công ta. Đúng. Ủa mà ai gọi kỳ vậy ta mà đã sao? Vậy shipper này ăn bận không có bình thường, rất là đẹp đẽ. Con nghĩ nha. Sao? Đây nha, là shipper. Trời ơi bà ơi, shipper mà cũng có giả rồi thiệt. Ví dụ hột xoàn kim cương hoặc là tiền nó giả tôi còn tin. Shipper của mình có làm gì đâu. Người ta tới đây người ta còn tốn xăng tốn nhớ cái giả là làm gì. Nhưng mà cô Lan biết không, thời buổi bây giờ nhiễu nhuông lắm. Cái gì người ta cũng làm giả được hết trơn á cô Lan. Giả có ý đồ gì? Mà cái shipper này nè, con nói giả nhiều khi không phải là lừa gạt gì. Ừ. Nhưng giả thì chỉ là giả dạng thôi. Nhiều khi á là có người quen của cô Lan muốn đưa một cái món đồ nào đó tạo sự bất ngờ cho cô Lan. Cho nên á là mới kêu cái anh đó giả dạng làm shipper tới, giao tới, tạo cho cô Lan một cái sự ngạc nhiên. Nhưng mà ai mà tặng cho quà cho cô? Ai mà đang để ý cô Lan đó? Cô đâu có biết. Ai mà đang quan tâm đặc biệt cô Lan đó? Cô đâu có biết đâu, ai mà quan tâm đặc biệt. Ý cô muốn nói ai? Chú Bình. Bình hả? Chị Lan ơi. Đây có quà gửi tặng chị đây. Ai tặng tôi quà gì vậy? Rau sạch. Trời ơi, rau sạch tới dưới quê rồi hả? Đúng rồi. Nè anh, cái này tốn lắm á, không có từ sau. Sao không để nhà ăn đi? Trời ơi. Cha tặng tôi chi vậy? Tôi có một bình à, ăn gì hết. Với rau, thằng cháu nó trồng dưới quê, ngon lắm, sạch sẽ. Ra gửi tặng chị đi chi, ăn rau nhiều vô, cho da chị đẹp thêm. Trời ơi, anh thì biết lấy lòng ghê. Ăn rau nhiều đúng vô. Đúng rồi, ăn rau tốt da, rồi, ha. Đẹp da, đẹp da. Dưới sao? Da đẹp à. Ờ cái này đó mà mình kho cá lên ha, kho thịt nha, mà lấy cái nước này luộc lên rau lên chấm với nước cá nước thịt ăn cơm trời hết biết ngon quá trời hết sảy luôn. Anh Bình ơi, anh làm tôi cảm động quá à. Cảm ơn anh nha. Có gì đâu cảm ơn. Trời ơi lâu lắm rồi mới có một người khen tôi dễ thương vậy đó. Anh làm tôi cảm động quá. Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi. Bình tĩnh cô Lê. Ôi, rau cái này luộc lên. Cắm nước thịt nó cá ăn cơm trời hết biết.
Sẵn tiện thôi á, để con chạy ù ra chợ, con mua miếng thịt, con mua mấy con cá về, cái gì con kho cho cái nước nó kèo lại rắc tiêu vô ha. Trời ơi, để cho cô làm chấm rau luộc ăn cho ngon. Da nó đẹp. Dạ. Nhìn cái miệng nó thấy ngon. Bình anh Bình, anh cũng có mình ơn hả? À. Không đừng nấu cơm nấu nước gì hết. Mời anh qua ăn cơm với lại cô cháu. Được không? Được gì nó còn gì bằng. Trời ơi. Chờ câu này lâu lắm rồi đó. Dạ. À, trời ơi, má ơi, má, má ơi, trời ơi, ghê quá. Gì của ba, má đâu, má đâu, má đâu của ba. Má đâu? Má đây nè. Đây đây nè, thấy không? Đâu? Con thấy chưa? Đâu? Đó, cô ba mà. Nè, cô ba nhìn vô cái bản mặt nè. Trời ơi, đỏ lòm luôn, trên báo không con ơi, ghê quá con ơi. Trời ơi, cái này mặt cô ba mà phải mặt ma đâu. Mặt cô ba hả? Ừ. Ủa, sao ghê vậy? Ủa, sao mặt tự nhiên mặt cô đỏ lè vậy? Ừ, sao mặt cô ba đỏ lè vậy? Hả? Ờ, tại vì cô ba đắp mặt nạ đó. Đắp mặt nạ? Đắp mặt nạ thiên nhiên của chú Bình tặng á. Ủa, sao kỳ vậy? Cái mặt nạ đó mặt nạ trắng da mà tại sao mà tự nhiên cái thành ra mà đỏ da vậy? Ờ hả? Cô ba cũng không biết nữa con ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Cô ba ơi! Cô ba à ha. Trời ơi. Ủa sao đi đâu mà đánh phấn dữ dội vậy? Má hồng quá vậy? Em đâu có đánh phấn đâu, đánh má hồng gì đâu. Ủa sao vậy? Em đắp mặt nạ đó. Mặt nạ của anh cho em đó. Ủa mặt nạ của tôi cho? Dạ. Mà ở đâu rồi sao nó ra cái đỏ dữ vậy? Em còn không biết nữa, anh nói mặt nạ thiên nhiên đắp đẹp mà sao em đắp nó vậy nè. Nhưng mà cô đắp bằng ngày mấy miếng? Dạ em đắp mà em không biết nữa, nhưng mà em đắp cái nó khô cái em lột xuống lấy cái khác em đắp lên, khô lột xuống lấy cái khác đắp lên. Em đắp giờ chắc hết nguyên ngày. Trời đất ơi, trời ơi, cái mặt nạ đó tôi đi dặn cô là một ngày chỉ đắp một lần thôi, một miếng thôi. Ở đâu mà đắp quá trời quá đất vậy? Dám làm hết 20 miếng rồi lắm à. Chắc cũng gần hết rồi. Trời ơi trời. Ủa anh nói đắp một ngày một miếng thôi hả? Ờ. Liều lượng vậy hả? Ờ. Ủa em nghĩ mặt nạ chứ đâu phải thuốc đâu mà theo liều lượng vậy anh. Trời ơi, cái gì cũng phải có liều có lượng chứ, muốn đắp nhiêu là đắp sao được. Trời ơi, bây giờ cái mặt gì sao rồi? Thôi được rồi, bây giờ thôi, Hào không nói nhiều. Bây giờ đi với tôi đến bệnh viện Gia Liễu người ta kiểm tra coi rồi mình tính tiếp. Ừ, thôi được rồi, thôi nếu vậy để em tự đi được rồi anh. Thôi đó. Cô đang là hoang mang tâm lý rồi. Là lo sợ rồi kia rồi bác sĩ ta dặn là cô sao nhớ nổi. Dạ. Có tôi đi chung tôi nhớ phụ cho. Dạ. Wow. Đi. Chú Bình chăm sóc cô ba tận tình luôn. Thôi không có nói nhiều nữa. Bây giờ phải đi bệnh viện liền. Thôi thì ung thư da là chết luôn đó. Thôi vậy anh để tôi tự đi được. Không, đi. Thôi để tôi tự đi cho mà được. Đi có tôi đi mới được. Thôi ung thư da chết em luôn anh Bình ơi. Cái này là yêu chắc nè. Ai gửi gì cho mình ta? Tại cái con cha cháu mình nè, nó hồ đồ quá đi. Chứ thôi là biết cái người nào gửi cho mình mà gửi cái gì rồi. Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ biết ai gửi gì cho mình đây. À, chào cô. Ừ chào cưng. À, cô có phải là cô Lan chủ cửa hàng tiện lợi hạnh phúc này không ạ? Ừ tôi đây có gì thôi, không? May quá. Gặp cô ở đây, chứ hồi nãy con vô con gặp một con khùng. Khùng nào? Ờ thì hồi nãy con vô đây con gặp nè, một đứa nó khùng khùng mà nó hơi biến thái nữa. Nè, trời không phải đâu, nói vậy chứ nó dễ thương lắm, không có phải là biến thái khùng gì đâu. Còn thấy không có dễ thương tí xíu nào hết trơn. Đó. Nói nè, muốn gì thì nói thẳng vô mặt nè, chứ đừng có nói xấu sau lưng người ta như vậy nghe chưa? Thôi đừng gây gỗ nha, đừng gây gỗ. Nè. Cái này là ai gửi vậy con? Dạ, có một cái người bí mật gửi. Cô ký giùm con đi. Khoan. Cái gì vậy? Cô Lan ơi. Sao khoan? Khoan nhận. Trời ơi, cái đồ gì mà đồ bí mật. Người bí mật. Trời ơi, con nghi lắm nha. Có khi nào là hàng cấm không cô? Trời đất ơi, thấy không? Cô thấy không? Mở miệng ra là thấy vô duyên rồi. Có bao giờ mà người ta đưa cho shipper đi giao hàng cấm hay không? Ai biết được? Thôi, được rồi. Cô ký giùm con đi. À, rồi. Dạ. Dạ đây. Dạ, rồi, cảm ơn mà, cô. Mà tôi hỏi cậu lần nữa nghe, cậu có biết chủ nhân của anh cái gói quà này là ai không vậy? Con không có biết. Có một chủ nhân rất là bí mật nhờ con giao giùm tôi. Mà để tôi kiểm cửa hàng gì đi. Dạ, đúng rồi, cô mở ra đi cô. Con đi lấy cái kéo cái dao gì để coi. Dạ. Con rọc ra coi. Cậu chờ tôi một chút nha. Dạ. Nói chung là bây giờ gửi hàng phải coi gì mà. Dạ thì cô cứ coi đi. Mở ra giùm cho cô coi cái. Đi con. Đó. Từ từ thôi. Đó.
Cái tại con mà... nóng lòng quá, con muốn biết cái này là cái gì á mẹ. Mà vô duyên được còn dũng về. Đây nè, chưa cắt ở đây nữa. Kéo nè, đưa đây con. Làm ăn gì mà bực ghê, bởi vậy mướn chi không biết nữa. Ủa sức con thôi mà. Vô hạnh vệ con đủ được. Dạ đó. Cái gì? Bikini. Wow, hàng độc luôn. Khoan, cho cô hỏi con ơi, con dạ. Có biết chủ nhân của cái món quà này là ở đâu không? Dạ, thực sự thì con không biết, chỉ là một người bí mật kêu con giao giùm thôi. Vậy dạ, hả? Cô ký xong rồi, nhận hàng rồi thì con xin phép về trước nha. Cảm ơn dạ. Con nha. Bye bye cô. Trời đất ơi. Con. Này Trang, con có suy nghĩ là người nào gửi cái món quà này không? Hả con, gì vậy? Không lẽ chú Bình bạo dữ vậy hả ta? Ủa thì đó, không lẽ mà tấn công tới tấp thì sao con? Chú Bình tự nhiên tặng bikini cho cô là có ý gì? Tặng bikini là có ý gì? Không lẽ rủ cô đi leo núi, đi tắm biển hoặc ra hồ bơi? Đúng. Có nghĩa là chú Bình muốn được nhìn ngắm thấy cô mặc bikini hai mảnh. Wow. Ông già mà ông bảo gì sao con? Người ta đã tấn công tới mức đó rồi đó nha, đừng có làm giá nữa nha. Từng giờ mình sao? Từng tuổi này rồi liêm sĩ gì tuổi này nữa. Nè, không phải là cái trả tuổi con mà nói cái kiểu đó nghe. Không phải, ý con á là con nói là dù sao cô với chú cũng đã lớn tuổi rồi, không? Bây giờ mình lại tìm thấy một cái người gọi là hả, chịu ngỏ ý với mình nè, yêu thương mình nè, chăm sóc mình nè, mà chú Bình cũng là người tốt chứ bộ, là người đàng hoàng chứ bộ, chú Bình để ý cô rồi biết đâu được á hả, cô chịu đèn cái là chú sẽ che chở chăm sóc cho con suốt cuộc đời. Con nói cô nghe con mắc cỡ quá. Mà thí dụ như là bây giờ ý con thì muốn cô làm sao? Tiến tới luôn đi cô. Tiến tới luôn? Dạ. Thì lớn luôn vậy đó hả? Quyết định vậy luôn đi cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.